Thương quá à. Người đã khuất rồi, không còn gì nữa. Tại sao phải như vậy chứ? À, cả nhà ơi, ở đây là cái hầm của cụ thiếu tá Nguyễn Đình Bảo, thiếu tá phải không chú? Đúng rồi, trung tá. À, trung tá Nguyễn Đình Bảo. Mà Lina lên thì Lina cảm thấy như là hình như có một cái bàn tay nào đó nó phá hoại đó cả nhà. Cả nhà thấy không? Cũng là hai cái miếng thờ, một bên là của Phật Bà Quan Âm thì Phật Bà Quan Âm đứng cao hơn, vẫn còn nguyên vẹn, không có một cái gì gọi là đem mịt hết cả nhà. Còn cái này của cụ thiếu tá Nguyễn Đình Bảo thì cả nhà thấy không? Nó tan hoang như cái trung tá, trung tá Nguyễn Đình Bảo thì nó tan hoang vậy nè cả nhà. Đây nè cả nhà ơi, thấy đau lòng không? Nghĩa tử là nghĩa tận. Đúng rồi. Hôm nay Lina lên đây á thì cũng là mình để đốt nhang cho những cái người cô bác chú bác đã hy sinh, cho dù họ là cái bên nào cũng vậy, nhưng một khi người ta đã mất rồi cả nhà, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng tại sao lại làm như vậy thì không biết. Là những cái mà Lina nghĩ là những cái đứa trẻ thì họ không thể nào lên đây, bởi vì lên đây á rất là xa, mà cái đường đi 15 cây số, mà đường đèo dốc thẳng đứng đó cả nhà, Lina phải ngồi xe là một tiếng đồng hồ mới tới đó cả nhà. Nè, đây là vị quốc dông thân nè cả nhà. Đấy. Bây giờ lại phan hoang như vậy nè. Rồi, đúng. Rồi, chính xác. Vị quốc vong thân.